Tiên của Sony sẽ ra mắt vào năm sau. Hiện thị trường smartphone đã rơi vào tình trạng bão hòa khi các mẫu smartphone được ra mắt không còn quá nhiều sự khác biệt về thiết kế, tính năng lẫn cấu hình, do vậy sự ra đời của phân khúc smartphone màn hình gập được dự đoán sẽ tạo nên một làn gió mới cho thị trường smartphone. Samsung, Huawei, Xiaomi và sắp tới là LG, Motorola đều đã ra mắt hoặc úp mở về các mẫu smartphone màn hình gập của riêng mình và nhiều khả năng sắp tới đây, Sony cũng sẽ gia nhập vào cuộc đua này. Trang công nghệ MySmartPrice dẫn lời một nguồn tin thân cận từ Sony cho biết hãng công nghệ Nhật Bản sẽ cho ra mắt Xperia F, chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của hãng, vào năm sau. Nguồn tin cho biết Xperia F sẽ được trang bị màn hình gập công nghệ OLED do Samsung sản xuất, với kiểu thiết kế màn hình gập theo chiều thẳng đứng, thay vì gập theo chiều ngang như Galaxy Fold của Samsung hay Mate X của Huawei. Xperia F sẽ được sở hữu màn hình với độ phân giải 4K Ultra HD và hỗ trợ kết nối mạng 5G. Hiện tại Sony vẫn chưa ra mắt chiếc smartphone kết nối 5G nào, nhưng lãnh đạo Sony đã từng xác nhận đang phát triển smartphone với chuẩn kết nối 5G và có vẻ như chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của hãng cũng sẽ là sản phẩm đầu tiên hỗ trợ mạng 5G. Dù đang gặp nhiều khó khăn trên thị trường smartphone, đang phải chật vật tìm chỗ đứng và đã phải rút lui khỏi một số thị trường, CEO Kenichiro Iosida của Sony vẫn khẳng định smartphone là thị trường cần thiết trong mảng kinh doanh phần cứng và Sony không có kế hoạch rút lui khỏi thị trường smartphone. Sắp tới Sony sẽ chỉ tập trung vào mùng 4 thị trường quan trọng nhất, bao gồm Nhật Bản, châu Âu, Hồng Kông và Đài Loan, đồng thời giảm giá sản phẩm cho các thị trường kém quan trọng hơn để lôi kéo người dùng. Với việc ra mắt chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên, Sony sẽ hy vọng có thể chạy đua cùng các đối thủ khác trên một phân khúc hoàn toàn mới để có thể vực lại công ty trên thị trường smartphone. Nhiều khả năng chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Sony sẽ được ra mắt tại hội nghị di động thế giới diễn ra vào cuối tháng 2 năm sau. Tê Thủy